chia sẻ tất cả mọi người nha. Ở trong video ngày hôm nay thì Hiệp sẽ chia sẻ với mọi người cái cách hướng dẫn sử dụng saffron một cách hiệu quả nhất để chúng ta có thể là chữa trị cái căn bệnh là đau dạ dày, trào ngược dạ dày nha. Hiện tại cái công việc của Hiệp là chuyên viên tư vấn và chăm sóc khách hàng, đồng hành cùng khách hàng ngay tại nhà để sử dụng saffron một cách hiệu quả nhất. Và như mọi người biết tới là saffron hay còn gọi là nhị hoa nghệ tây được nhập khẩu từ Iran và là đất nước có cái sản lượng saffron chiếm tới là 80% ở trên thế giới ha. Thế nên là saffron xuất xứ Iran thì nó sẽ có cái dược chất cấp cao gấp 3,5 lần so với là saffron trồng ở các quốc gia khác ha. Và saffron thì nó được biết tới như một loại gia vị đầu tiên, và sau cái quá trình sử dụng ấy, thì người ta đã phát hiện ra rằng saffron không những có cái công dụng là gia vị mà nó còn giúp hỗ trợ điều trị rất là nhiều loại bệnh. Thứ nhất là chúng ta có thể là cảm nhận qua được giấc ngủ là ngủ ngon, ngủ sâu giấc này, và chữa trị các căn bệnh đau dạ dày, trào ngược dạ dày, điều hòa huyết áp, tim mạch, và đặc biệt là chữa hỗ trợ điều trị các cái bệnh như là đau dạ dày này, đại tràng, rồi bệnh tiểu đường, rồi đặc biệt là có thể hỗ trợ điều trị các cái bệnh như là bệnh cao phổi, bệnh ung thư, bệnh u vú, đó rất là nhiều bệnh luôn đó. Thế thì bởi vì là trong cái saffron này có chứa tận 150 dược chất quý ha mọi người, đó thì chính các cái dược chất này nó giúp dẫn truyền thuốc tây, và do đó mà cơ thể của người bệnh có thể tiếp nhận thuốc tây một cách tốt hơn, và nó có thể cải thiện thuốc hấp thu thuốc tây đó, và nó có thể cải thiện được bệnh tình ha. Đó, và ở trong video ngày hôm nay thì đặc biệt để chia sẻ với mọi người cái hướng dẫn sử dụng saffron để chúng ta có thể sử dụng saffron một cách hiệu quả nhất để chữa cái căn bệnh trào ngược dạ dày, đau dạ dày. Mà hiện nay ấy, thì cái thời đại 4.0 này thì giới trẻ của chúng ta bị rất là nhiều, đúng không ạ? Đó, thì mọi người cùng xem cái hết cái video này nha. Đó, thì cái hướng dẫn sử dụng của saffron theo cái cách thông thường ấy, thì chúng ta thường là uống. Nhưng đối với những người mà bị đau dạ dày thì chúng ta sẽ có hai cách nha. Một là chúng ta sẽ uống giống thay nước lọc, là chúng ta sẽ pha khoảng 10 đến 15 sợi với 2 lít nước và chúng ta uống mỗi ngày thay nước lọc nha. Là đối với cái trong trường hợp mà chúng ta huyết áp bình thường và huyết áp cao này. Còn là trong cái trường hợp mà chúng ta là huyết áp thấp ấy, thì chúng ta sẽ bắt đầu 3 đến 5 sợi và chúng ta cũng uống với 2 lít nước mỗi ngày ha. Thì đó là cái trường hợp mà chúng ta là uống nước lọc. Còn cái trường hợp thứ hai này vô cùng là hữu ích ha mọi người, nó có tác dụng rất là nhanh. Bởi vì là cái trường hợp này là chúng ta sẽ sử dụng là saffron ngâm mật ong nha. Đây, ở trong cái trường hợp chúng ta uống thì chúng ta sẽ pha saffron với nước và chúng ta uống hàng ngày thì nó sẽ ra cái màu vàng như thế này nha. Còn trong trường hợp chúng ta sử dụng saffron ngâm mật ong để chúng ta uống vào mỗi buổi sáng ấy, thì đây là chính là cái bình saffron ngâm mật ong nha. Hiệp ngâm là 2g saffron với cả hơn 100ml mật ong nha. Đó, thì trong cái trường hợp mà chúng ta ngâm mật ong như vậy á, thì chúng ta sẽ cũng lấy một cái cốc ly nước ấm. Đây nha, chúng ta cũng lấy khoảng tầm nước như thế này nha. Khoảng một ly nước ấm 200ml thì chúng ta sẽ pha một thìa saffron ngâm mật ong vào và chúng ta uống vào mỗi buổi sáng trước khi ăn sáng nha. Đó, thì chúng ta sẽ uống một ly saffron ấm, ngâm mật ong ấm nha. Với nước ấm thì chúng ta uống vào một buổi sáng trước khi ăn sáng. Thì trong bản chất là trong mật ong ấy thì nó cũng đã rất là tốt rồi đúng không ạ? Thì khi mà nó kết hợp với saffron và thì nó sẽ có cái công dụng là chữa cái bệnh đau dạ dày và trào ngược dạ dày rất là nhanh. Đó, nó giúp kháng viêm và làm lành các cái nhu ma bị tổn thương ở dạ dày ha. Đó, thì đó là cái hai cái cách mà chúng ta sử dụng saffron, một cách là theo uống thông thường và cách thứ hai là sử dụng ngâm với mật ong. Và khi chúng ta ngâm thế này thì chúng ta ngâm trong 2 tuần ha. Và sau 2 tuần thì cứ mỗi ngày sau buổi sáng thì chúng ta sẽ uống một ly nước ấm saffron ngâm mật ong như thế này. Thì trong khoảng 1 tháng là mọi người thấy cái tình trạng là đau dạ dày và trào ngược dạ dày nó cải thiện một cách rõ rệt ha. Hiệp kể cho mọi người nghe ngày xưa ấy, bản thân Hiệp là cái người mà đã bị đau thượng vị, đau dạ dày ha. Nói cũng đau, no cũng đau, và đặc biệt là khi mà chúng ta ăn chuối tiêu ấy, đó một số cái loại quả mà chúng ta phải buộc phải kiêng ấy, đó thì ngày xưa Hiệp cũng không thể ăn được, và đặc biệt là khi ăn chuối tiêu là đau dữ dội luôn, và no cũng đau mà đói cũng đau ha. Thì đó là những cái tình trạng chung của những người bị đau dạ dày, nó đau thượng vị ở gần ngực nè. Đó, thì Hiệp là sử dụng kết hợp uống này và kết hợp saffron ngâm mật ong như thế này thì chỉ trong hơn 1 tháng thôi Hiệp đã cải thiện rất là rõ rệt. Và sau 2 tháng mọi người sẽ có, đối với tùy từng trường hợp nhá, mình bị nhẹ thì nó khoảng tầm 1-2 tháng là khỏi, còn nếu như mà chúng ta đã bị nặng, bị viêm loét dạ dày ấy,
thì chúng ta cái thời gian chúng ta điều trị nó phải theo liệu trình từ 3 đến 6 tháng nhé. Nếu như mà chúng ta gặp các vấn đề về sức khỏe, ví dụ như chúng về giấc ngủ này, ngủ không ngon, sơ giấc này, hay các vấn đề về đau dạ dày, trào ngược dạ dày, hoặc là các vấn đề về huyết áp, tim mạch, tiểu đường đó, ví dụ như thế, tất cả các vấn đề về sức khỏe ha, thì mọi người hãy comment xuống dưới video này các cái câu hỏi để có thể là tư vấn cho mọi người nhé, hoặc là có thể là gọi điện thoại cho Hiệp theo số là 036 765 2163, thì Hiệp đó là chính là cái số Zalo của Hiệp nha, thì Hiệp sẽ tư vấn cho mọi người. Và đừng quên rằng là đăng ký kênh YouTube Hiệp Nguyễn TV để có thể là theo dõi được nhiều video hữu ích hơn nhé, và đặc biệt là có 10 phần quà cho 10 người nhanh nhất comment xuống dưới video này địa chỉ để Hiệp có thể tặng cho mọi người là 2 tuần sử dụng sản phẩm miễn phí nhá. Đó, rất là mong rằng là mọi người có thể sử dụng Saffron. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.